Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi thăm một nơi khu vực biên giới Việt Trung tại khu vực huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu, giáp danh với khu vực Kim Bình, Vân Nam Trung Quốc nhé các bạn. Nhà mình ở rất gần khu vực biên giới giáp danh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và hôm nay thì mọi người sẽ cùng quẩy đi khám phá xem trong những năm gần đây Trung Quốc có xây dựng những công trình gì mới nhé. Trước năm 2019 thì có một khu vực rất là vui nhộn, có một cái chợ giáp danh với bên Trung Quốc, thì bên người dân bên Trung Quốc có thể sang bên mình mua rau và người dân bên Việt Nam mình có thể sang bên Trung Quốc ăn sáng. Nhưng mà không biết là quẩy cũng không ra khu vực biên giới đó lâu lắm rồi, thì không biết bây giờ nó sẽ như thế nào nữa. Và mình có nghe nói hiện nay bên Trung Quốc người ta xây dựng những cái công trình rất là nhiều ở khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc, không biết là công trình gì. Và hôm nay thì mọi người sẽ cùng quẩy đi khám phá nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Tàng, huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu. Như các bạn đã thấy, bên kia Trung Quốc thì người ta đã xây bờ rào, bên dưới là tường bê tông và còn bên trên là rào bằng thép gai, rất là kiên cố. Bên Trung Quốc xây dựng bờ rào để ngăn cản người dân Việt Nam hoặc là người dân Trung Quốc nhập cư trái phép. Và mình có nghe một số bạn nói cái bờ rào của người ta thậm chí còn có điện. Rồi các bạn, bên Việt Nam mình cũng xây tường bao rất là kiên cố nhé. Hôm nay thì mình cũng chỉ đi loanh quanh khu vực này thôi, chứ không dám sang bên Trung Quốc đâu. Biên phòng bên Trung Quốc nếu gặp thì người ta giá cho một trận rất là tơi bời. Biên phòng bên Trung Quốc nó không ngoan như biên phòng bên Việt Nam mình đâu. Kia vẫn có người bắt cá này, không biết là người Việt Nam hay là người Trung Quốc. Chắc là người Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ đưa quý vị đến một nơi khác để khám phá. Sẽ có rất nhiều điều mới và thú vị đang chờ các bạn khám phá. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực cột mốc số 62, huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu. Nơi đây trước năm 2019 thì người dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều có thể đi lại, giao lưu với nhau mà không cần có giấy thông hành. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì nó sẽ hoàn toàn khác, nhưng mà chỉ được đi phạm vi trong chợ thôi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn khác, bởi vì bên Trung Quốc người ta đã phong tỏa toàn bộ khắp nơi biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Đâu đâu cũng toàn là gai thép. Rồi, ok, tiếp tục một hành trình mới.
Vâng, kính thưa quý vị, không biết là Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ mới hay là khu đô thị mới để phục vụ lợi ích quốc gia. Sau một năm cấm biên, hôm nay mới có cơ hội đến đây. Rõ ràng bên Trung Quốc có nhiều cái đổi mới. Trước đó khu vực này là một bãi chuối mênh mông. Hôm nay ra đây thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ok, cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu bạn yêu thích những video đơn giản như thế này, hãy tham gia bình luận cho mình biết ý kiến của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye!